Mới đây, hai học sinh ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã lên cơn co giật truy tìm sau khi ăn bim bim mua ở một quán tạp hóa. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, vào khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 1, bốn học sinh cùng trú tại thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh đến quán tạp hóa sản phẩm địa chỉ tại thôn Bích Phương để mua một gói bim bim khoai tây và một gói cay vòi rồng để ăn. Đến 17 giờ cùng ngày, hai trong bốn cháu có biểu hiện lên cơn co giật, người lịm dần. Gia đình đã đưa hai cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân để cấp cứu và được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Hiện sức khỏe của hai học sinh trong tình trạng hôn mê, thở máy, suy thận, lọc máu liên tục và đang được theo dõi ngộ độc. Phía bệnh viện đã gửi bệnh phẩm giám định độc chất tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Viết Quang, sinh năm 2002, trú tại khu phố 1/5, thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an huyện Ninh Giang nắm thông tin về việc đối tượng bán tinh dầu thuốc lá điện tử nghi có chứa chất ma túy cho học sinh ở nhiều trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, tại khu vực Cống Sào, khu dân cư số 3, thị trấn Ninh Giang, lực lượng công an phát hiện nam thanh niên sinh năm 2008 đang bán hai lọ tinh dầu thuốc lá điện tử nghi chứa chất ma túy cho một học sinh trung học phổ thông. Từ lời khai của đối tượng, mở rộng điều tra, công an huyện Ninh Giang đã tiến hành khám xét chỗ ở của Quang, thu giữ hơn 73 gram sợi thực vật khô có chứa chất ma túy cùng một số lọ tinh dầu nghi chứa chất ma túy tổng hợp. Quang khai nhận mục đích tàng trữ số ma túy trên để bán kiếm lời. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vụ việc. Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội đe dọa giết người. Trước đó, ngày 15 tháng 1, công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ phối hợp với công an thành phố Yên Bái xác minh đối tượng Lý Văn Vũ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Quá trình rà soát phát hiện Lý Văn Vũ đang ở nhà bà Hoàng Thị Thành, sinh năm 1969, trú tại khu Xuân Nhật, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi tổ công tác đến nhà bà Thành, Lý Văn Vũ đã chạy từ trong nhà ra, cầm theo súng và hướng về phía tổ công tác bắn chống trả. Đối tượng sau đó chạy vào khu vực đồi núi gần đó để lẩn trốn. Ngay sau khi nhận được báo cáo, công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ triển khai các biện pháp chốt chặn, bảo vệ, phong tỏa khu vực để phối hợp truy bắt. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu giả danh cán bộ lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo các cơ quan nhà nước cấp tỉnh gọi điện đe dọa lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân. Thủ đoạn mạo danh này tuy không mới, nhưng do lợi dụng danh tính cụ thể của các cán bộ công an, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước nên rất dễ khiến người dân sập bẫy. Mới đây nhất, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 12 tháng 1, một phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định nhận được cuộc điện thoại tự xưng là phó giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa gọi đến. Do đối tượng gọi đúng tên, chức vụ nên bản thân cán bộ này vẫn phối hợp nói chuyện điện thoại với tinh thần cầu thị. Chỉ đến khi đối tượng hỏi đến thông tin cán bộ trong phòng, người này mới nghi ngờ kiểm tra xác minh. Sau khi dẫn dụ không thành công, kẻ giả danh này đã bật tăm và số điện thoại này cũng nhanh chóng nằm trong tình trạng khóa máy. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ trong vòng nửa tháng qua, đơn vị đã tiếp nhận nhiều tin báo từ các cơ quan đơn vị về tình trạng nhận được cuộc điện thoại giả danh lãnh đạo công an tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh. Có trường hợp đã bị dẫn dụ mắc bẫy lừa đảo và bị chiếm đoạt số tiền lên đến cả tỷ đồng. Thông tư 01 ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 nêu rõ nghiêm cấm điều tra viên gọi điện thoại hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo khi nhận được cuộc gọi thông báo về điều tra vụ án, tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân của mình và người thân đồng nghiệp với đối tượng không quen biết. Để tránh bẫy lừa đảo, điều quan trọng nhất là tự mình phải nâng cao ý thức cảnh giác. Một tài xế xe buýt của công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh đã bị lập biên bản xử phạt do điều khiển xe chạy quá tốc độ và vi phạm nồng độ cồn. Theo khai báo của tài xế, nguyên nhân vi phạm nồng độ cồn là do vào tối hôm trước, người này có tham dự tiệc liên hoan. Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 58 phút ngày 16 tháng 1, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A
đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe buýt mang biển số 38B01003 của công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh do tài xế Lê Chiến Thắng, 44 tuổi, trú tại huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai, điều khiển chạy quá tốc độ 69/50 km/h nên yêu cầu dừng xe để lập biên bản xử phạt. Tiếp đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tài xế. Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế này là 0,237mg trên lít khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe buýt có khoảng 6 hành khách. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Cũng liên quan đến vi phạm an toàn giao thông, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 15 tháng 1, tổ cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 đã yêu cầu dừng xe đầu kéo biên số 61C38839 kéo theo rơ móc biên số 51R13799 để kiểm tra theo chuyên đề nồng độ cồn ma túy tốc độ. Xe do người đàn ông 49 tuổi ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh điều khiển theo hướng Nam Bắc. Thay vì chấp hành yêu cầu của tổ công tác, tài xế đã dừng xe giữa đường và hỏi lực lượng cảnh sát giao thông lỗi vi phạm. Khi biết vi phạm liên quan đến tốc độ, người này đã mở cửa xe nhảy xuống, cầm theo hung khí tấn công cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tổ cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đang tăng cường đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang có mặt tại đây, đã ngay lập tức khống chế bắt giữ tài xế container. Lực lượng cảnh sát giao thông đang phối hợp công an xã Phổ Cường, đội cảnh sát điều tra công an thị xã Đức Phổ tiếp tục điều tra xử lý hành vi của tài xế dùng dao tấn công cảnh sát giao thông. Ngày 15 tháng 1, công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ ông Công Minh Thảo, sinh năm 1957 ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành về tội sử dụng giấy tờ giả và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, với thủ đoạn sử dụng báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính giả, khai thác trái phép tài nguyên, nâng khống các hợp đồng thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải và các công trình hạ tầng khác, ông Thảo và một số nhân viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành đã nâng khống giá trị đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Sông Thảo, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ để trục lợi. Đến nay, thiệt hại ước tính khoảng trên 30 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn phạm tội mới được phát hiện điều tra liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp. Vụ việc hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.